xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao thời gian hóa ra nghẹn ngào, sao tình yêu hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiếm bao. Hết những ước mơ, lệ tuôn gối nhỏ, đêm dài rừng rừng nhớ. Cuộc đời từ mình em đắng cay, anh nhớ hay chăng anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đánh lòng nào lại quên câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu mình thương đến khi bạc đầu, câu mình yêu giữ không nhạt màu, bây giờ trả lại chẳng sao. Cô ơi, cô rung hả cô hả? Anh tội lạnh ngắt rồi con. Dạ dạ, cô chia sẻ là không biết là em có cái vía hay không mà đứng dưới thí sinh nào mà đứng cạnh em có ôm em kêu rung lắm Khanh ơi, rồi cứ chảy mồ hôi mà hơi tội cô tay lạnh ngắt luôn hả? Thì bây giờ Khanh hy vọng rằng những lời nhận xét này một phần nào nó sẽ sưởi ấm cái tay lạnh ngắt của cô. Xin mời chiếc phao cứu hộ Đồng Sơn ạ. Cô cảm thấy cái phần trình diễn của cô ngày hôm nay như thế nào? Dạ thưa với giám khảo Đồng Sơn, mình thì cũng cố gắng rất là nhiều, cố gắng hết sức hết mình, nhưng mà nó rung quá giám khảo ơi, thành ra nhiều khi mình không có chủ động được, mặc dù rất rất là cố gắng. Mấy ngày nay ở nhà tập hát cả trăm lần luôn đó chứ không phải ít đâu. Đó, cô, mà nó rung quá chừng luôn. Dạ, giám khảo thì cái ngoài cái chuyện rung ra, cô cảm thấy cái phần trình diễn của cô có đạt tiêu chuẩn không? Có đạt được những gì mà cô nghĩ là cô đã hát tới mức mà cô nghĩ là hay nhất cho cô chưa? Dạ, theo cái suy nghĩ riêng của cá nhân tôi đó là giám khảo, thì bản thân tôi thì tôi thấy là ok. Nhưng mà với cái chuyên môn của giám khảo thì tôi không biết là như thế nào cái chuyên môn của quý vị giám khảo. Nếu mà cô đã nói như vậy thì cháu có một cái kết luận là cô chỉ có thể hiểu được rằng là cô chỉ hát cho vui thôi. Ok, tại vì nguyên một toàn bộ bài á, cái phần nhịp của cô á, là trật hoàn toàn, trật 100% luôn. Chứ không có phải là vài phần trăm đâu, 100% cô trật hết. Như là không có chỗ nào cô hát vô được cái đúng với cái nhạc mà cần phải có cho một cái cuộc thi, cần phải có cho một cái bài hát. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc, nhưng mà xuyên suốt cái cuộc thi của cô thì cháu thấy rằng là cô rất là enjoy cái phần ca hát của cô. Thì đó là một cái điểm rất là được khuyến khích mà rất là thích thú. Nhưng mà cô cũng nên hiểu rằng là mình enjoy mình hát, nhưng mà mình cũng phải làm cho khán giả enjoy luôn. Thì
cháu sợ rằng là cái điều thứ hai cháu nói thì cô chưa làm được cái chuyện đó nha. Thì cháu mong rằng là cô vẫn tiếp tục theo đuổi cái đam mê ca hát của mình, nhưng mà ở một cái môi trường nào đó thì cháu hy vọng rằng là cô sẽ có một ngày nào đó cô sẽ nhận ra được rằng là mình thích hợp ở nơi đâu. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn lời nhận xét rất quý báu từ giám khảo Đồng Sơn. Anh Duy Trường ơi, một cái bộ đồ chiếu như vậy, thậm chí chiếu hơn em luôn, thì anh nghĩ rằng mà anh có thể giúp cho cô len ló một chút xíu nào ánh sáng của niềm tin không ạ? Qua sự nhận xét của mình. Thưa cô, thật sự thì khi cô đã mạnh dạn liên lạc đến ban tổ chức, liên lạc đến con, và cô rất là nhiều lần nhắn tin cho con là cô đã được nhận vô chưa con, cô đã được nhận vô hát không con, cô đã được nhận đi thi không, rất là nhiều lần. Và cho đến ngày hôm nay cô đang đứng trước mặt con ở vòng bán kết nhờ cái phao của nhạc sĩ Đồng Sơn. Với con, cô đã thể hiện được một cái niềm đam mê của mình, cũng như là cô đã chứng minh được cho những người con của cô rằng là mẹ vẫn còn trẻ trung lắm, mẹ quen được rất là nhiều bạn trong cuộc thi, mẹ gặp được nhiều ban giám khảo dễ thương, MC dễ thương, vân vân. Như vậy thì với con là nó là một kỷ niệm quá đẹp rồi. Dạ, về phần chuyên môn thì con không dám nói nữa, con chỉ chúc cô luôn luôn yêu ca hát và luôn luôn có sức khỏe, yêu cuộc sống. Cảm ơn cô đã đến với chương trình. Giám khảo Duy Trường và anh Châu Lâm ơi, anh, nếu đây là lần đầu tiên anh gặp cô Hồng Dương thì với cảm nhận của một người đầu tiên thì anh dành tặng tình cảm nào cho cô ạ? Dạ, thứ nhất thì mình chúc mừng cô đã có can đảm để lên hát một bài hát, để đi thi một cái bài thi mà nghe nói là đã trốn nhà đi, thì chuyện đó rất là hoan nghênh. Thì cái chuyện mà đam mê là chuyện mình nên có. Tại trong sống mình không có đam mê, không có yêu thì sống làm gì. Thì cô nên theo đuổi cái đam mê của cô. Chúc cô lúc nào mọi người cũng vui vẻ và trẻ, lúc nào cũng trẻ hết. Cảm ơn em Châu Lâm. Và chị Hà Thanh Xuân, những nhận xét cuối cùng của chị dành cho thí sinh trốn nhà đi thi này là gì ạ? Con cảm ơn cô rất là nhiều. Ngày hôm nay thì con cũng rất là thích bộ áo dài của cô. Và bài hát cô chọn thì như hồi nãy anh Đồng Sơn có hỏi là cô cảm thấy thế nào, thì cô cảm thấy rất là ok, phải không ạ? Thì con nghĩ cái đó nó là cái quan trọng nhất, bởi vì cô làm được cái điều mà cô mong muốn, và cô làm được cái sở thích của mình, tức là cô đứng trên sân khấu, mình enjoy với lại nhạc và mình hát cho tất cả quý vị ban giám khảo như là khán giả có trong khán phòng này nghe cô hát. Thì con nghĩ là ngày hôm nay như vậy đối với con là cô đã quá tuyệt vời rồi. Nên là cô ơi, mặc dù là nếu mà cô không vào được vòng trong nữa, cô cũng không có buồn nha. Tại vì con nghĩ là cô đã quá tuyệt vời, và cô xuất hiện trong chương trình Ngôi Sao Bolero mùa thứ hai này cũng là một màu sắc và cũng là rất là ấn tượng đối với con. Là một kỷ niệm rất là đẹp khi mà con được gặp cô đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Và con chúc cô thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng rực rỡ như thế này, lúc nào cũng trẻ, đẹp và enjoy cái đam mê của mình.